Nhằm giảm phát thải khí nhà kính theo mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050, nông nghiệp là một trong những ngành có lượng phát thải lớn cũng đang gấp rút hướng tới chuyển đổi để giảm phát thải. Chương trình sản xuất bền vững kết hợp với bảo vệ nguồn tài nguyên và an sinh xã hội do Tổ chức Sáng kiến Thương mại Bền vững IDH và Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp Bền vững VNSAT triển khai từ năm 2018 theo hướng liên kết chuỗi gắn với doanh nghiệp. Cùng với nhiều hộ trồng cà phê khác tham gia chương trình, gia đình anh Tạ Duy Thanh, xã Ea Tân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều thay đổi tập tục sản xuất hướng tới tiết kiệm nguồn tài nguyên. Từ khi chúng tôi áp dụng mấy cái cây sen canh này, che bóng được cho cây cà phê và che gió được cho cây cà phê. Cái cây che bóng này nó cũng có tác dụng được là giảm thiểu bốc cái hơi nước, cho nên là giữ được độ ẩm cho cây. Cho nên là từ đó cây cà phê phát triển tốt hơn. Chúng tôi tham gia vào cái chương trình cà phê bền vững này, giảm được cái lượng phân hóa học rất là nhiều, tăng cái vi sinh hữu cơ. Cho nên là cây cà và cây tiêu và cây ăn trái, tức là cũng rất là tốt, xanh và cho thu nhập ổn định. Công ty cũng có hỗ trợ cái đồng hồ đo nước, tức là kiểm soát được cái lượng nước mình tưới. Là trước đây mình tưới là mình không cân được cái lượng nước thì có thể là mình tưới từ 500 đến 550 lít. Nhưng bây giờ mình có cái đồng hồ đo nước đó rồi thì mình cân được cái lượng nước là mình tưới khoảng 350 đến 400 lít nước trên một cây. Là như vậy là chúng tôi thấy cái lượng nước đó thì cái cây cà phê nó nở hoa cũng rất là tốt. Việc giảm phát thải khí nhà kính không chỉ ở khâu sản xuất mà còn ở tất cả các công đoạn khác trong chuỗi cung ứng cà phê như chế biến, kinh doanh, rang xay, vận chuyển, đóng gói, bán lẻ và pha chế. Chuỗi liên kết này phải được tổ chức hài hòa, phối hợp chặt chẽ cùng hướng tới mục tiêu vừa không làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất của người dân, hoạt động kinh doanh, xuất khẩu của các doanh nghiệp, vừa nâng cao được giá trị sản phẩm, thu nhập. Để điều này thành công, đòi hỏi phải tăng cường hợp tác công tư. Sau một vài năm triển khai các cái dự án riêng lẻ khác nhau, các cái chương trình về phát triển bền vững, sản xuất có trách nhiệm, thì chúng tôi nhận thấy rằng là đã đến lúc chúng ta cần phải phối hợp các nguồn lực để xây dựng một cái chương trình rộng lớn hơn, có quy mô lớn hơn. Và nếu như chúng ta muốn đạt được là đến năm 2030, 50% diện tích sản xuất cà phê và các cây trồng sen ở khu vực Tây Nguyên đạt được cái mức độ phát thải thấp và bền vững, thì chúng ta bắt buộc phải có một cái sự phối hợp giữa khối công, khối tư với các nhà khoa học và với các thể chế tài chính. Cà phê chỉ là một trong nhiều lĩnh vực của ngành nông nghiệp đang chủ động tìm kiếm các giải pháp nhằm giảm phát thải, hướng tới mục tiêu giảm phát thải bằng không. Giảm phát thải không chỉ là nỗ lực của chính phủ, mà cần có những chính sách, cơ chế khuyến khích cho doanh nghiệp và người dân tham gia, bởi sự bền vững của quốc gia gắn liền với môi trường và kinh tế, gắn giữa lợi ích của người dân với doanh nghiệp và nhà nước.